để đáp ứng nhu cầu 250.000 viên đạn pháo sử dụng mỗi tháng của Ukraine, các nước châu Âu cần chi ra tới 875 triệu đô la mỗi tháng. Ngành công nghiệp châu Âu sẽ không thể đáp ứng nhu cầu về đạn pháo của Ukraine cho đến khi chính phủ các nước châu Âu tăng ngân sách cần thiết để tăng gấp đôi năng lực sản xuất. Người đứng đầu công ty quốc phòng Đức Rheinmetall là ông Armin Papezer cho biết. Trả lời phỏng vấn của hãng tin Mỹ Bloomberg, ông nói: "Tôi cần đơn đặt hàng, không có chúng, tôi sẽ không sản xuất được gì." Ngành công nghiệp quốc phòng không phải là nguyên nhân gây ra tình trạng thiếu đạn dược. Ngành công nghiệp này có thể cung cấp những gì cần có. Theo ông này, việc chính phủ các nước chậm phê duyệt các đơn đặt hàng đạn pháo có nghĩa là trong năm 2023, tập đoàn này chỉ hoạt động với 2/3 công suất thực về sản xuất vỏ đạn. Trước đó, tờ Financial Times của Anh dẫn thư của Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Alexei Rynnikov gửi các đồng nghiệp ở các nước trong khối, đưa tin về việc chính quyền Kiev kêu gọi các nước Liên minh châu Âu gửi cho nước này 250.000 quả đạn pháo mỗi tháng. Tuy nhiên, theo ông chủ Rheinmetall, ngoài việc chính phủ các nước không chịu phê duyệt các đơn hàng đạn pháo cho Ukraine, khối lượng lớn như vậy cũng sẽ khó được sản xuất mỗi tháng. Ông Papezer cũng nêu nhu cầu của doanh nghiệp cần sự hỗ trợ của nhà nước, bởi đây là một dự án an ninh quốc gia. Ông nói, chúng tôi không thể tự tài trợ cho nó, chúng tôi cần sự hỗ trợ của chính phủ. Trong thời gian qua, cuộc xung đột ở Ukraine đang tạo ra một cuộc khủng hoảng trong chuỗi cung ứng vũ khí của châu Âu, khi ngành công nghiệp quốc phòng các nước không thể đẩy mạnh sản xuất để bổ sung kho dự trữ quốc gia của chính họ, sau khi đã chuyển hết vũ khí dự trữ trong kho cho Kiev. Ông Morten Brandreich, giám đốc điều hành của công ty sản xuất đạn dược Na Uy Nammo, cho biết trong một tuyên bố rằng quân đội Ukraine bắn 5.000 tới 6.000 quả đạn pháo mỗi ngày, tương đương 150.000 tới 180.000 quả đạn pháo mỗi tháng, tương đương với lượng đặt hàng cả năm trời trong thời bình từ một quốc gia châu Âu. Do đó, ông này chỉ rõ rằng việc các doanh nghiệp vũ khí châu Âu đẩy mạnh sản xuất để tăng số lượng đạn pháo đáp ứng đủ yêu cầu của Ukraine là điều hết sức khó khăn, thực sự là một thách thức của năng lực sản xuất. Bên cạnh đó, giá đạn pháo của các nước châu Âu hiện nay vô cùng đắt đỏ, đắt gấp đôi so với thời điểm năm 2020-2021. Hiện nay giá một quả đạn pháo L-15 cỡ 155 ly do tập đoàn chế tạo vũ khí Đức Rheinmetall sản xuất có giá lên tới 3.300 euro, tương đương với 3.500 đô la một quả. Như vậy, để cung cấp mỗi tháng cho Ukraine số lượng đạn pháo 250.000 quả, các chính phủ châu Âu cần phải chi ra tới 875 triệu đô la. Đây là một số tiền quá lớn mà không quốc gia châu Âu nào muốn chi ra, trong bối cảnh chính họ cũng đang thiếu đạn pháo trong kho dự trữ của mình. Câu hỏi đặt ra là hiện nay có bao nhiêu hệ thống pháo và số lượng đạn dược mà phương Tây có thể cung cấp và dự trữ cho lực lượng vũ trang của chính mình. Chẳng hạn, Pháp thông báo hồi tháng 1 năm 2023 rằng nước này sẽ cung cấp thêm 12 lựu pháo Caesar cỡ nòng 155 ly đặt trên xe tải cho Ukraine, cùng với 18 hệ thống đã được cung cấp trước đó. Số lượng pháo mà Paris hỗ trợ cho Kiev chiếm hơn 1/3 trong số 76 lựu pháo Caesar của quân đội Pháp. Cũng trong tháng 1, Đan Mạch cam kết cung cấp 9 lựu pháo Caesar mà nước này mua từ Pháp để hỗ trợ Ukraine trong thời gian 6 tháng. Estonia cũng cam kết chuyển tất cả 24 pháo tự hành bánh xích FH-70 cỡ nòng 155 ly cho Ukraine. Anh có kế hoạch gửi 30 trong số 89 pháo tự hành AS-90 cỡ nòng 155 ly. Các nước châu Âu đang đối mặt với cùng một thách thức mà tất cả các nước hỗ trợ cho Ukraine gặp phải. Đó là họ không chỉ còn số lượng đạn dược và vũ khí hạn chế trong kho dự trữ, trong khi việc tăng cường sản xuất vũ khí gặp không ít khó khăn. Hiện nay, ít nhất là Mỹ và những quốc gia sở hữu lực lượng quân đội lớn ở châu Âu như Anh, Pháp, Đức và thậm chí Thụy Điển vẫn có kho vũ khí đủ lớn để cung cấp cho Ukraine, đồng thời duy trì những trang thiết bị cần thiết cho quân đội của mình. Tuy nhiên, với những nước nhỏ hơn trong NATO, đây thực sự là vấn đề. Estonia chỉ có 192 hệ thống pháo theo số liệu năm 2022 của The Military Balance do Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế công bố. Trong số 192 hệ thống này, khoảng 126 hệ thống là cối cỡ nòng 81 ly và 120 ly với tầm bắn chưa tới 8 km, cùng với 30 lựu pháo D-30 cỡ nòng 122 ly thời Liên Xô với tầm bắn từ 16 tới 22 km. Điều đó tức là việc cung cấp cho Ukraine tất cả 24 pháo tự hành bánh xích FH-70 cỡ nòng 155 ly với tầm bắn hơn 30 km không chỉ chiếm 13% kho pháo của Estonia mà còn lấy đi hầu hết pháo tầm xa của nước này, khiến cho Estonia chỉ còn một số lựu pháo tự hành K9 cỡ nòng 155 ly do Hàn Quốc sản xuất có tầm bắn khoảng 40 km.
việc cung cấp cho Ukraine tất cả các pháo Caesar do Pháp sản xuất ban đầu định để trang bị cho quân đội Đan Mạch cũng đã gây ra sự xáo trộn ở nước này. Công ty phát thanh và truyền hình Đan Mạch cho hay Bộ trưởng Quốc phòng nước này Jakob Jensen cũng bày tỏ lo ngại rằng việc vận chuyển Caesar cho Ukraine sẽ trì hoãn việc hiện đại hóa lực lượng pháo binh Đan Mạch. Ông nói, đó là hệ thống vũ khí mạnh nhất và có tầm bắn xa nhất trong quân đội Đan Mạch. Đây là thứ vũ khí mà mọi người mong đợi và các binh lính mong muốn sử dụng. Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cảnh báo, quân đội Ukraine sử dụng số lượng lớn đạn dược để đối phó với các cuộc tấn công của Nga. Điều này đang đặt sức ép lên kho vũ khí cũng như các công ty quốc phòng phương Tây. Tình thế của Ukraine không dễ dàng, trong khi khẩn thiết kêu gọi phương Tây hỗ trợ nhiều vũ khí hơn để đối phó với ưu thế về số lượng của Nga. Quân đội Ukraine cũng phải học cách vận hành, duy trì các hệ thống pháo, xe tăng, tên lửa và nhiều vũ khí khác nhau. Ukraine không chỉ dựa vào khả năng hỗ trợ và bảo trì vũ khí từ các quốc gia khác, mà còn cần nguồn cung đạn dược ổn định và kéo dài. Mỹ đang chật vật để tăng sản xuất đạn pháo cỡ nòng 155 ly giữa bối cảnh Ukraine sử dụng tới 7.000 quả đạn mỗi ngày. Nhưng việc mở rộng khả năng sản xuất đạn pháo có lẽ phải mất nhiều năm, trong khi một số hệ thống pháo thậm chí có lẽ không còn sản xuất nữa. Với những nước có sức mạnh quân sự lớn, điều này có lẽ gây ra sự bất tiện tạm thời khi các cơ sở công nghiệp quốc phòng phải thay đổi khả năng sản xuất để đáp ứng nhu cầu trong cuộc xung đột kéo dài ở Ukraine. Tuy nhiên, với những nước nhỏ hơn, họ không thể tự sản xuất các loại pháo hạng nặng và giải pháp thay thế là nhập khẩu từ các quốc gia có khả năng sản xuất. Câu hỏi lại đặt ra là liệu các nước như Mỹ, Anh và Pháp có thể vừa cung cấp vũ khí cho Ukraine, vừa bổ sung kho vũ khí của mình và cung cấp vũ khí cho các đồng minh khác hay không? Trong khi việc viện trợ đạn dược cho Ukraine đã khó, thì việc theo dõi những vũ khí Mỹ ở Ukraine còn khó hơn. Lầu Năm Góc cho biết họ gặp khó khăn trong việc theo dõi số vũ khí trị giá hàng chục tỷ đô la của Mỹ ở Ukraine. Russia Today đưa tin, một báo cáo được phân loại vào năm 2022 cho thấy Lầu Năm Góc không thể theo dõi số vũ khí trị giá hàng chục tỷ đô la được gửi đến Ukraine. Chi tiết của báo cáo do một nhà lập pháp Đảng Cộng Hòa tiết lộ trong phiên điều trần từ cuối tháng 2. Phát biểu tại phiên điều trần của Ủy ban Quân vụ Hạ viện ở Washington, Tổng thanh tra Lầu Năm Góc Robert Stock lưu ý rằng Mỹ phân bổ 113 tỷ đô la viện trợ cho Ukraine kể từ khi cuộc xung đột bắt đầu từ tháng 2 năm 2022. Khoảng 60% trong số đó dành cho quân đội nước này. Stock, người được giao nhiệm vụ đảm bảo rằng số tiền này được hạch toán và không bị lãng phí, gian lận hoặc lạm dụng, từ chối cho biết liệu nhóm của ông có gặp phải bất kỳ vụ tham nhũng nào ở Ukraine hay không. Tuy nhiên, Hạ nghị sĩ Đảng Cộng Hòa Mike Johnson tuyên bố, một báo cáo từ văn phòng của Stock từ tháng 10 năm 2022 cho thấy Lầu Năm Góc không thể thực hiện giám sát việc vận chuyển vũ khí cho Ukraine theo chính sách của họ. Stock trả lời rằng báo cáo được đề cập đáng lẽ phải được giữ bí mật, nhưng thừa nhận những thách thức mà Mỹ phải đối mặt với Ukraine. Việc giám sát như vậy được thực hiện theo đạo luật kiểm soát xuất khẩu vũ khí của Mỹ năm 1996. Khi được hỏi, Stock không xác nhận hay từ chối nói liệu Lầu Năm Góc có tuân thủ đạo luật này không. Người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby đã tuyên bố vào tháng 1 rằng chính quyền của ông Joe Biden không thấy bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy viện trợ quân sự hoặc kinh tế trở thành con mồi của bất kỳ hình thức tham nhũng nào ở Ukraine. Tuy nhiên, tài liệu mật dường như củng cố hàng loạt thông tin cho thấy vũ khí thường biến mất sau khi được giao. Các báo cáo từ năm 2022 được hỗ trợ bởi Tổ chức Ân xá Quốc tế tuyên bố rằng chỉ có 30% vũ khí phương Tây gửi đến Ukraine thực sự được đưa ra tiền tuyến. Các quan chức Mỹ và Canada vào thời điểm đó thừa nhận họ không biết phần lớn số vũ khí này kết thúc ở đâu, với một nguồn tin tình báo Mỹ nói với CNN rằng chúng biến mất vào một lỗ đen lớn khi vào Ukraine. Điện Kremlin tuyên bố số vũ khí này trị giá tới 1 tỷ đô la được chuyển từ Ukraine đến các nhóm tội phạm và khủng bố ở các khu vực khác. Europol và Interpol đều cảnh báo rằng vũ khí có thể được chuyển từ Ukraine sang các tổ chức tội phạm. Quý vị và các bạn vừa theo dõi nội dung trên tư liệu mở Unboxing File. Xin cảm ơn vì đã ủng hộ.